Bây giờ em sẽ test cái khả năng chơi âm thanh của con RST, một trong những cái chiếc máy phải nói là hiện tại là duy nhất tại Việt Nam này, nghe âm thanh rất là chi tiết luôn. Để chơi được bằng cái cassette bấm vào TA này, ngoài ra thì chúng ta còn có TB để chơi với đĩa than. Ok, mời anh em thưởng thức nhé. Đây là đoạn băng trắng ha, chúng ta sẽ chờ một tí. Anh em nghe quá chi tiết luôn. Rất cảm ơn tất cả anh em đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video clip tiếp theo. Nếu thích clip này hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ. Quá đẹp luôn.